Đi du học rồi, có tính ở lại không con? Đảm bảo 100% ai mà đi du học là đều cũng sẽ nghe cái câu này. Chào mừng đến với Chém Gió Sàm Đời. Dạ có, trời, con đi du học là mục đích con ở lại mà. Chưa biết hên xui cô chú ơi. Dạ không, con đi du học con về thôi chứ không. Và mình là cái loại thứ ba, thực tế luôn, thẳng thừng luôn. Đi du học rồi về. Từ cái lúc mà mình đi du học thì chắc cũng đã hơn 10 người nói với mình những cái câu như thế này rồi. Đi du học rồi á, cực khổ rồi á, lấy cái thẻ xanh lại đi chỗ sướng, lấy lại vốn. Học ở cái ngành này á là không có được ở lại Mỹ đâu, học cái ngành kia mới được ở lại Mỹ. Đó, có cái thẻ xanh đó nha, thì đi qua đi lại nó tốt hơn, nó vẫn là có hai quốc tịch thì nó vẫn ngon hơn. Ủa là đi du học vậy rồi về Việt Nam có việc làm không? Đợi xí nha, tỉnh táo nha. Cái thẻ xanh á, nó không phải giống như là cái thẻ giữ xe mà muốn có là chỉ cần chạy xe vô cái chỗ giữ xe rồi người ta đưa cho cái thẻ rồi mình tung tăng mình đi. Không có. Thật tình đây là những cái câu mà mình nghe mà riết là mình ngán luôn á. Thật sự là mình cảm thấy mình rất là ngán luôn. Những gì mà họ nói ra là mình cũng biết á là điều đó là những điều tốt. Nhưng thật ra đó chỉ là những cái hệ quả thôi. Đâu có đề cập tới kiểu là con ở lại lấy thẻ xanh đi, chú giúp con lấy thẻ xanh, cô giúp con lấy thẻ xanh. Kiểu bản thân mình đó nha, khi mà mình nghe những cái câu nói đó thì mình cũng hồi xưa thì mình cũng gán, mình cũng nói lại. Nhưng mà riết á thì mình cũng ngồi cười hề hề thôi, cũng ngồi cười cho qua chuyện thôi. Thật sự trong tâm trí của mình á là ok, ai mà không biết cái thẻ xanh nó ngon, ai mà không biết cái thẻ đó nó quyền lực như thế nào, ai mà không biết trở thành thường chủ nhân ở Mỹ đi qua đi lại nó ngầu như thế nào. Nhưng mà trời ơi, nếu mà chú kiểu như chú nói mày làm cái thẻ xanh đi, mày làm cái hồ sơ thẻ xanh đi, tao cho mày tiền nữa mày làm thì ok con làm thôi đó. Nhưng mà bản thân của mình thì mình nghĩ những người đó là họ đều muốn tốt cho mình. Họ đều muốn tốt là tại vì họ đã ở cái nơi này và họ được hưởng những cái quyền lợi và họ thấy được những cái quyền lợi tốt đó. Nhưng mà nhìn nhận vào thực tế thì nó sẽ khác đó. Có một cái sự thật đó là từ khi mà mình đi du học Mỹ á, cho đến giờ thì trong cái quyết định của mình là mình vẫn muốn đi về nước. Còn cái việc mà tại sao mình muốn về Việt Nam á, thì chắc là mình sẽ giải thích trong một cái clip khác. Sẽ có những cái yếu tố, những cái khách quan và chủ quan mà nó khiến mình đi về Việt Nam. Và mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện mà đi du học của mình. Thật ra ban đầu mình cũng chả tính đi du học, nhưng mà đó là cái ý tưởng của ba mẹ mình. Và ba mẹ mình muốn là mình đi du học và mình ở lại. Phải gọi là như thế nào ta? Phải gọi là ba mẹ mình luôn muốn mình theo một cái hướng suy nghĩ gán học giỏi nha, gán gọi là làm việc tốt nha, công ty nó bảo lãnh lại. Hoặc không thôi là kiếm nhỏ nào thương, kiếm nhỏ nào nó quen, xong rồi nó bảo lãnh mình. Như mọi người có thể thấy là hai vấn đề. Một là học giỏi, làm giỏi, được ở lại. Hai là kết hôn. Mình là một người không phải là siêu nhân. Mình là một cái thằng rất là bình thường. Mình thấy được năng lực của mình thấy được cái khả năng của mình là chỉ tới cái mức đó thôi. Mình không phải là super advanced hay là mình là siêu nhân để mà cái công ty đó họ có thể giữ mình ở lại. Đó là một cái sự thật mình thấy ở khả năng bản thân của mình. Với lại bây giờ để một công ty mà nó giữ bạn lại là bạn phải cực kỳ giỏi. Và có những cái yếu tố giống như là một cái công ty mà muốn bảo lãnh bạn lại họ cũng phải trả những cái chi phí. Cái vị trí đó là không thể nào thuê thằng khác được, chỉ có thể thuê bạn làm được thôi. Thì ok thì nó mới tạo điều kiện cho mình ở lại, đúng không? Bản thân mình thấy là cái đó là mình toi rồi. Còn cái việc mà kết hôn thì nó sẽ có hai cái vấn đề, đó là kết hôn thiệt và kết hôn giả. Ok, mình nói về cái kết hôn thiệt trước nha. Cái việc mà ok kết hôn thiệt mà gọi là ở lại thì cái chuyện đó là ok, nó quá bình thường rồi. Nhưng bản thân của mình là một thằng, nói thật ra bản thân mình cũng khá là sĩ diện. Mình cảm thấy cái việc mà giống như quen người ta rồi để người ta bảo lãnh mình lại này nọ thì nghĩa là sao á. Nếu là mình ở trong cái trường hợp mà có cái người local đó họ thương mình và họ muốn bảo lãnh cho mình thì thật sự là mình vẫn tiếp tục mình muốn đi về Việt Nam. Và trong cái khoảng thời gian đó nó sẽ là cái thời gian thử thách cho tình yêu. Và nếu mà cảm thấy thương thiệt á, ok thì kết hôn với nhau thì cái việc mà bảo lãnh qua mình cảm thấy nó sẽ có ý nghĩa hơn. Thì chắc ăn thì tới đây có nhiều bạn sẽ chửi mình là sĩ diện hảo này nọ, nhưng mà đó là con người của mình rồi nên mình phải như vậy thôi. Còn cái việc mà kết hôn giả nha, Thì cái chuyện này thì mọi người có biết cái cốt yếu của cái kết hôn giả nó là gì không? Là cần phải có tiền. Có tiền thì mới làm được hồ sơ. Mà bản thân gia đình của mình nói thiệt, tài chính của mình cho cái việc mà mình đi học, du học á, là nó đã sờ lờ rồi. Nên là mình cảm nhận và mình thấy được rằng khả năng tài chính của gia đình mình không cho phép mình làm cái việc đó. Nên mình cũng cảm thấy là thôi, không nên làm chi, khổ ba khổ mẹ. Mình không thích cái kiểu mà ba mẹ mình phải còng lưng ra đi thuê, đi mượn, đi bán nhà đó để kiếm tiền đủ để cho mình làm cái việc kết hôn giả, để rồi mình có được cái tờ giấy, rồi ba mẹ mình ở Việt Nam cực khổ này nọ, và mình cũng phải tốn thời gian. Thì nói đây thì chắc các bạn hiểu hả? Nó là sau khi một thời gian mà mình thể hiện cái năng lực của mình nói chuyện với ba mẹ mình, thì cuối cùng ba mẹ mình cũng đã được thuyết phục, và ba mẹ mình cũng không còn quan trọng là cái việc là mình buộc phải ở Mỹ hay mình phải về Việt Nam nữa, mà ba mẹ mình rất đơn giản nói là ok, học xong thôi cứ về đó. Nên là đó là một trong những cái mình cảm thấy là khi mà mình đi du học thì mình đỡ áp lực. Mình có dịp trò chuyện với một số bạn du học sinh Mỹ trong một cái buổi talk show của Lewis The Dreamer, là một bạn YouTuber tổ chức một cái talk show là góc đa nhìn, nơi hội tụ những cái bạn du học sinh cùng nước với nhau. Thì các bạn cùng đưa ra chia sẻ với nhau, đưa ra những cái quan điểm nhau để mà nói. Thì trong đó có một cái câu hỏi mình thấy rất là hay và rất ấn tượng luôn, đó là bạn có còn tin vào giấc mơ Mỹ nữa không? Thì đương nhiên cái câu trả lời thì vẫn sẽ có người vẫn tin vào giấc mơ đó, có người sẽ không tin vào cái giấc mơ đó, và có người đứng ở giữa chưa tin lắm nó. Nhưng mà ở đây sau khi cái buổi trò chuyện đó, mình thấy được một cái điểm đồng điệu của mình với các bạn đó, đó chính là các bạn không bị phụ thuộc vào cái giấc mơ Mỹ. Các bạn rất là đơn giản, ok, ở lại được thì ở, còn không ở được thì đi về. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là các bạn buông xuôi với cái việc mà là không ở được thì về. Các bạn không có buông xuôi, mà các bạn vẫn cố gắng dùng năng lực của mình, dùng cái tri thức, kiến thức của mình để mà tìm kiếm những cái cơ hội đó. Theo mình khi xưa American Dream là một cái giấc mơ mà con người bị lệ thuộc vào, và nơi đó con người tìm kiếm cái sự hạnh phúc hơn, con người tìm kiếm được cái sự giàu sang hơn, con người tìm kiếm được cái sự tự do hơn. Nhưng mà thời bây giờ thì nó khác. Cái giấc mơ Mỹ đối với mình bây giờ nó đã trở thành một cái giấc mơ toàn cầu, nơi mà con người không bị lệ thuộc vào một chỗ, nơi mà con người họ tự tin vào cái năng lực của mình, họ tự tin vào cái thái độ của mình, họ tự tin vào cái tri thức, kiến thức của mình, họ tự tin vào cái hoàn cảnh, họ nhìn nhận được cái hoàn cảnh hiện tại của họ để mà họ lựa chọn cái nơi nào mà họ có thể phát triển, để có thể cảm thấy sướng, cảm thấy phê. Nên chính vì thế thì mình thấy có một điểm rất là đồng điệu sau cái cuộc nói chuyện đó, là chúng ta không bị quá phụ thuộc vào cái giấc mơ Mỹ đó, mà giấc mơ Mỹ nó chỉ là một trong những thành phần để giúp con người ta phát triển hơn. Nên là hồi xưa mà mình hay có cái kiểu mà mình nghe nói là ô, mấy thằng du học sinh là mấy thằng đi du học xong rồi mấy thằng ở bên đó không có về nước. Thế mình ngồi mình suy nghĩ là chết cha rồi, bây giờ mình đi du học mà mình tự nhiên mình có ý định mình về Việt Nam, không biết có ai giống như mình hay không, mình cảm thấy cô đơn á. Nhưng mà sau khi mà mình nghe, mình trò chuyện với các bạn đó, rồi mình cũng tham gia những cái diễn đàn du học sinh, thì mình cảm thấy có rất nhiều con người, bên cạnh những người muốn ở lại thì có rất là nhiều con người họ muốn đi về Việt Nam. Nên là mình không cảm thấy cô đơn nữa. Lý do mà mình làm cái clip ngày hôm nay đó là tại vì ngày hôm nay mình đọc trên báo Tuổi Trẻ, nó có một cái chuyên mục như thế này, đó là chính quyền Mỹ tiếp tục áp đặt hạn chế visa bằng một quy định mới bắt buộc sinh viên quốc tế phải xin gia hạn thị thực visa sau 2-4 năm để nhằm ngăn chặn cái việc mà ở quá hạn cũng như sống chui. Thì ban đầu thì mình cũng thấy hơi căng, nhưng mà sau mình ngồi suy nghĩ lại là nước của người ta mà, để tại vì lỡ mà nhiều người họ sống chui này nọ thì họ đi làm họ không đóng thuế thì ảnh hưởng đến thuế của người ta, ảnh hưởng đến đất nước của người ta. Nên là mình nghĩ cũng hợp lý. Thì lúc đó là mình suy nghĩ ở Mỹ thì nó cũng tốt đó, nhưng mà ở được thì ở, nó không cho ở thì mình về, miễn sao là mình đừng có bị illegal, đừng có bị phạm pháp này nọ kiểu. Tại vì ở mà sống chui sống đồ lúc nào cũng mang cho mình một cái nỗi lo vậy, kiểu đối với mình á, mình không thích cái cảm giác đó. chắc có thể là do mình là một cái con người nó hướng ngoại, mình là một cái con người mình thích cái gì cũng bung này nọ kiểu, nên là mình không có thích cái kiểu mà sống hơi bí mật gì đâu. Nó là chắc có thể là do quan điểm của mình. Nói tới đây á, thì khi mà trong những cái cuộc tâm sự với ba mẹ của mình á, thì ba mình có nói với mình một câu như thế này, đó là ba không quan trọng cái việc mà con ở đâu nó mới tốt, không phải quan trọng cái việc mà ở Mỹ nó tốt hơn ở Việt Nam hay là ở Việt Nam nó tốt hơn, không quan trọng cái điều đó. Đó là con lớn rồi, con phải tự lo, con phải tự suy nghĩ về điều đó. Nhưng mà hãy ở những cái nơi mà chính bản thân con cảm thấy con có thể phát triển được, con có thể hạnh phúc được và con có thể đi xa được với nó, thì mà nơi đó nó tạo điều kiện cho con ở thì con cứ ở thôi. Nên là mình cảm thấy là cái quyết định của mình khi mà mình đi về Việt Nam là một quyết định đúng đắn. Đó là rất là cảm ơn gia đình, vì gia đình là một cái gì đó cho mình tin tưởng vào những cái năng lực của mình, những cái kỹ năng của mình và cái quyết định của mình. Ok, thì chốt lại á, là có thể cuộc sống của mình nó sẽ khác với cuộc sống của một số bạn. Nên là nếu mà các bạn nào đã có quyết định ở lại Mỹ thì các bạn cố lên, hãy cố gắng lên, hãy tự tin vào năng lực bản thân của mình và dùng những năng lực bản thân của mình để tìm kiếm những cái cơ hội đó. Chúc các bạn may mắn. Và còn những bạn nào mà ở Việt Nam á, thì các bạn hãy cứ tự tin lên, hãy cứ là tin vào cái định hướng của bạn, tin vào cái khả năng của bạn. Thì mình nghĩ đó là khi mà các bạn về Việt Nam, các bạn có gia đình ở bên thì cũng giống như là hổ mọc thêm cánh vậy đó. Các bạn có thể là biết được cái chỗ của mình sống như thế nào, các bạn có thể phát triển được. Nên là các bạn cứ thế mà làm thôi. Cái việc mà đi du học xong á, mà khi đi về Việt Nam á, nó không có nghĩa là cái người đó không có chí hướng bằng cái việc là người đi du học xong ở lại Mỹ. Nên là các bạn cứ tự tin vào cái việc đó nha. Ok, và đây chỉ là một cái vài dòng chia sẻ sàm đời của mình trong cái cuộc sống này. Và nếu các bạn thích thì các bạn like, các bạn có thể share. Nếu các bạn có thấy đồng điệu, các bạn có thể comment cho mình ý kiến. Mình biết là chắc ăn cái clip này mình sẽ bị chửi rất là nhiều, nhưng mà chúc các bạn may mắn. Not lazy but crazy. Đầu tiên là khi mà mình làm cái clip này đó, thì mình chắc ăn là mình sẽ nhận rất nhiều những cái ý kiến trái chiều, gạch đá từ một số bộ phận, cũng như là những người ngoài, cũng như là những người trong nhà. Nhưng mà thôi kệ, nếu mà ai không thích, ai có ý kiến trái chiều đó, thì coi như đây là một cái clip tôi nói xàm đi. Ở trên tiêu đề tôi cũng đã ghi là tôi nói xàm mà, nó là thôi kệ bà đi, kệ bà tôi đi, tôi xàm mà.